bùng nổ loa bãi. Dòng sản phẩm được mong chờ nhất trong thời gian vừa qua chính là Sherwin Vega các bác ơi, hàng sản phẩm chính hãng tới từ Mỹ các bác ạ. Dòng sản phẩm này rất nhiều anh em săn đón suốt thời gian vừa qua, mà rất nhiều bác cứ hỏi em liên tục là em ơi đợt này không về cái dòng sản phẩm Sherwin Vega nữa à. Rất nhiều anh em hỏi em liên tục luôn mà không có hàng các bác ạ. Ngày hôm nay thì cái lô công hôm trước em về hàng thì mới về được cái dòng loa Sherwin Vega, thì hôm nay cấp tốc phải lên giới thiệu đến cho bác ngay về dòng Sherwin Vega bãi xịn của Mỹ, chất âm cực kỳ là hay và giá bán rất là rẻ. Nhưng mà trước khi vào 20 đôi, tổng bộ là 20 đôi loa Sherwin Vega này, thì ngày hôm nay thì trước đó thì đang dọn kho đây. Thế các bác nhìn lộn xộn rất nhiều, từ súp này, loa bãi các thứ rất nhiều các dòng sản phẩm. Thì ngày hôm nay thì có lôi ra được hai con sản phẩm, một con JBL với một con này thì nó bị mất cái e-căng của em, không biết là loa gì. Con này thì vẫn còn chất nha các bác nhá. Các bác nhìn cái gần mảng bác biết, các bác nhìn là đồ chất rồi. Đấy, hai chiếc loa lẻ nhá, một chiếc JBL, cái con này bát 30 đây. JBL con này là KP 6012. Đấy. Con này thì sẽ xả cho bác thôi. Xả thôi, con này thì nó có một chiếc các bác nhá. Con này có một chiếc thôi thì nó còn e căng. Đấy, còn e căng kia các thứ thì để cho bác duy nhất một con này anh em về làm loa gọi là chợ chiếc các thứ, hoặc các bác tháo ra các bác lấy đồ ở trong cũng được. Con này thì để cho bác giá 1.200.000 các bác nhá. 1.200.000. Còn con bên trên này thì nó còn tốt hơn, nhưng mà nó lại con bên trên này thì nó lại ok hơn, hay hơn, chất âm nó hay hơn một chút, nhưng mà nó lại bị mất cái e căng. Đấy, bị mất cái e căng nên là con này cũng đồng giá cho bác 1.200.000 nhá. 1.200.000 mỗi con, 1.200.000 nhá. Bên trên thì có một con hàng sản phẩm của một khách hàng người ta thanh lý này. Con này là khách bảo là con này là anh tự mua đồ về anh giáp. Đấy, anh tự mua đồ về giáp, mua cái vỏ này ở trên mạng cộng với cái loa tép này ở trên mạng này về giáp lại này. Đấy, nhờ người ta giáp đấy, nhờ shop người ta giáp luôn. Thì con này anh bảo anh mua 1.500.000. Đấy, 1.500.000. Con này tép rất là hay luôn và em đã test rồi, chất âm rất là hay. Mà quan trọng nha, con này nhìn nó cũng đẹp các bác. Đấy, nó hơi bụi một chút nhưng mà chắc không vấn đề gì. Con này là anh khách anh tự ghép các bác nhá. Con này thì duy nhất có một đôi thôi, thì con này bác nào lấy thì để cho bác giá là 900.000 một đôi. Duy nhất có một đôi thôi, bác nào lấy thì có thể alo sớm cho bên em nhá. Con tép này các bác cứ gọi em là tép nằm đi. Đấy, loa tép nằm. Đấy, loa tép nằm bác nhớ có cho em nhá. Loa tép nằm màu đen. Đấy, loa tép nằm đen các bác nhá. Đấy, loa tép nằm. Các bác nhớ cho em loa tép nằm. Đấy, gọi cho em loa tép nằm là em biết. Em sẽ nhớ bởi vì nhà em có mấy dòng loa tép khác nữa. Thế con này để cho bác giá chỉ 900.000 đồng, bác nào lấy thì alo sớm cho em nhá. Duy nhất một đôi tép và tiếng tép rất sáng và bay tiếng nhá. Tiếp tục bên này có một đôi loa BMB của Bangladesh đây các bác nhỉ. Dòng BMB của Bangladesh, BMB made in Bangladesh, hàng xịn luôn. Tem mác các bác nhìn của BMB đầy đủ luôn các bác nhá. Con này còn siêu đẹp luôn. Đấy, con này thì cũng là một hàng gọi là thanh lý thôi, thành ra là con này thì ngày hôm nay thì duy nhất một cặp BMB Bangladesh. Con này thì trợ lời hoặc là các bác làm loa nghe nhạc hát karaoke rất là hay. Nhưng con này phục vụ, nếu mà làm loa lời thì các bác chơi thoải mái, còn nếu mà làm karaoke thì các bác chủ yếu đánh trong không gian diện tích tầm loanh quanh nhá. Diện tích phòng nó chỉ tầm khoảng tầm 25-30 mét vuông đổ về nếu mà đánh một đôi thôi. Đấy thì rất là ok các bác nhá. Con này sẽ là bát 20, hai tép hai chung. Đấy, con này thì báo giá luôn cho bác, giá chỉ có 2.500.000 thôi. 2.500.000 một cặp, rất là rẻ. BMB của Bangladesh, hàng đẹp, hàng xịn, chất luôn cho các bác nhá. Hàng BMB, con này là của nó là BMB CSX850SE. CSX850SE, duy nhất một đôi, giá bán công khai bác 2.500.000. Bác nào mà thích thì alo sớm cho bên em để chốt đơn cặp này nhá. Con này tiếng của nó hay lắm. Bát đánh sâu mềm, bát đánh sâu mà mềm, tép đánh sáng mà bay tiếng. Đấy, dòng này các bác làm loa trợ lời hoặc anh em làm loa chính cũng được, hát karaoke gia đình cũng được. Đấy, đánh một đôi không gian diện tích tầm 25 mét vuông đổ về rất là hợp lý luôn nhá. 2.500.000 đồng một cặp BMB 850SE, dòng bãi xịn của Bangladesh, được chưa ạ? 2.500.000. Đấy. Tiếp tục về 20 đôi loa Sherwin Vega quá máu chiến đúng không bác nhá. Dòng Sherwin Vega bãi xịn của USA trong ngày hôm nay thì phải nói thật lòng bác, đây là một trong những dòng loa đẹp chất. Đấy, dòng này phải nói thật sự bác, đẹp và chất là những gì dòng loa này đang có. Thứ nhất là phao lại nói là đẹp, bởi vì các bác nhìn này, rất là khác lạ so với những cái dòng sản phẩm khác. Thứ nhất là cái thùng vách đợt này, cái lô này này về nó cũng rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, thùng vách rất là đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bác nhìn này, từng cái chi tiết của nó làm rất là chi tiết, chỉnh chu. Đấy. Và cái thứ ba là các bác nhìn này, bát và tép của nó đều có những cái màu đỏ này. Đấy, Sherwin Vega nó có những cái đường đèn màu đỏ như này, nhìn trông rất là sang luôn các bác nhá. Rất là sang. Tem mác ở bên trên này, phía trên này nó đầy đủ cho các bác luôn, được chưa? Đó. Dòng sản phẩm của Mỹ xịn luôn các bác nhá, dòng sản phẩm Sherwin Vega của bãi Mỹ xịn. Con này sẽ là dòng loa bát 30, côn 76 từ 180. Tép của nó là tép 450 các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đằng sau của nó đây. Dòng khi mà đã in ở trên thùng này made in USA, ở trên này nó cũng sẽ có một cái tem hàng made in USA nữa. Đây, còn Sherwin Vega MX12.
Đấy, dòng sản phẩm là 500 đến 1000 W, trở kháng 8 ohm đây. Đầy đủ tem mác cho tất cả bác chơi nhá. Dòng sản phẩm nó phải đầy đủ tem mác này, nó phải là hàng xịn, được chưa? Đầy đủ tem mác như này nó phải là hàng xịn luôn nhá. Nếu mà thiếu tem mác như thế là không phải hàng xịn. Đấy, riêng hàng xịn, hàng nhái trên thị trường nó không có tem mác đầy đủ như vậy đâu các bác nhá. Đó, ok, đây là mặt ngoài. Còn đây các bác nhỉ, em bóc qua e căng các bác nhìn ngắm qua bên trong nhá. E căng thì cực kỳ là chắc chắn luôn, thì em sẽ để phía bên dưới này. Để phía bên dưới này, phía bên trên đây các bác nhìn này, ngắm qua một chút. Đầu tiên là phần tép, tép của nó toàn bộ là tép đỏ nhá. Tép đỏ các bác nhìn thấy không? Tép toàn bộ là tép đỏ luôn, nhìn trông rất là sang nhá. Đấy, ở đây thì nó làm trực tiếp bằng cái nhựa màu đỏ này luôn. Đó. Loa xẻ Queen Vega đây. Logo tem mác đầy đủ, logo xẻ Queen Vega của nó đây, cực kỳ là sang nhá. Cổ tép này sẽ là tép của nó, tép 450. Dòng này thì tép của nó đánh rất là sáng tiếng và bay tiếng rồi, không cần phải bàn nữa. Cổ tép này em đã giới thiệu đến các bác rất là nhiều lần về cổ tép của xẻ Queen Vega này rồi, kẹt đẹp, chất, được chưa bác? Tép xẻ Queen Vega nhá, con này tiếng tép rất là sáng và bay tiếng, em nghe rất mê luôn. Nói thật lòng các bác là nghe rất là mê đối với dòng tép này luôn, cực kỳ sướng nhá. Còn đây phần bát, bát đầu tiên này các bác nhìn này, logo xẻ Queen Vega hình cái bát loa, được chưa? Logo xẻ Queen Vega nhá. Các bác sờ bằng keo chỉ này, nó vẫn còn có độ dấp dính riêng. Đấy. Cái này là phần phần vải này, gân vải tẩm dầu này, cái phần gân của nó này. Gân sờ vào nó độ có cái độ êm nhất định, cái độ mềm nhất định của cái gân loa. Gân loa này được dưỡng rất là tốt luôn, thế nên là sờ vào nó vẫn còn có độ dấp dính và nó rất là mềm. Gân nó mềm như này thì khi các bác sử dụng thì tiếng bát nó mới mềm và tiếng bát nó mới sâu được tiếng các bác nhá. Ok, gân vải tẩm dầu, con này là 3 lớp sóng được các bác nhá. 1 2 3. Gân vải tẩm dầu 3 lớp sóng, tiếng bát mềm mạnh uy lực. Những cái dòng sản phẩm gân vải tẩm dầu 3 lớp như thế này, tiếng bát nó sẽ mềm mạnh và quan trọng nhất là hát karaoke tiếng nó phát tiếng hơn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, tại vì sao các bác nhiều bác cứ thích dòng xẻ Queen Vega của Mỹ là như thế, bởi vì hát karaoke nó rất là hay và nghe nhạc mạnh nó cũng rất là bốc luôn các bác. Đấy, bây giờ em sẽ bóc qua cái phần bên trong này đây. Các bác nhìn ở bên trong phân tần kia nhá. Phân tần của nó này. Đấy, tụ trở đầy đủ luôn, cộng cảm, cuộn củng đầy đủ hết cho các bác luôn nha, rất là ngon. Đó, và phía quan trọng nhất là cái phần củ bát của nó đây thì sao? Các bác nhìn qua cái phần củ bát nhá. Nhìn củ bát này. Các bác nhìn này, phần củ bát của nó đây, phần củ bát của em nó đây. Đấy, các bác ngắm qua một chút này, phần củ bát này. Bát toàn bộ là màu trắng nhá, màu trắng nó ánh lên những cái đường vân này, bởi sắc cầu vồng rất là đẹp luôn. Và quan trọng hàng made in USA, con này nó sẽ có hai dòng, một là màu xanh và hai là màu đỏ như thế này, các bác phải để ý cho em. Đấy, nó có hai dòng, một là cái tem này nó màu xanh, hai là cái tem nó màu đỏ. Đấy, các bác nhớ cho em nhá, nó hai màu. Và ở phần củ xương bát đây, xương bát thì cực kỳ là chắc chắn luôn rồi, xương như kiểu xương đúc các bác nhá. Và phần này các bác nhỉ, từng chi tiết đường nét của nó làm thiết kế cực kỳ là đẹp luôn nhá. Màng bát thì toàn bộ là màng giấy vải các bác nhá, giấy pha vải, cái này nó làm chất liệu cực kỳ là tốt luôn. Em thì em chưa nhận ra được, nhưng mà đây là chủ yếu là bằng giấy và pha là vậy. Sợi vải lanh thì phải, đấy, nó rất là chắc chắn. Cộng với đó là cái màng bát này nó sẽ tạo cái độ rung nhất định để cho cái bát nó, để cho cái âm thanh nó ra nó được chi tiết và nó hay hơn. Và tất cả các cái dâu loa đây nó đều được bên ngoài nó sẽ bọc được một lớp cao su ở đây như này. Đấy, nó làm một là nó tránh được cái trường hợp là đứt cái dây này là cái thứ nhất, cái thứ hai là tránh chập mạch các thứ các bác nhá. Rất là hay, được chưa? Đó, ok, xẻ Queen Vega made in USA. Hàng sản phẩm có một lỗ thông hơi ở giữa đây. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Côn 76 từ 180 các bác nhá. Dòng này thì chơi âm thanh cực kỳ là sướng và chi tiết rồi, được chưa? Ok, giới thiệu qua cho bác rất nhiều rồi. Bây giờ thì xin phép được test qua một chút về âm thanh để cho anh em và các bác nào mà đang suy ngẫm về cái dòng sản phẩm này thì chúng ta có một cái nhìn khách quan và chốt đơn sớm hơn. Xin mời các bác cùng trải nghiệm nhé. Trong khi đó là em đang đánh trong không gian rất là rộng đấy các bác nhá. Trong không gian nhà em thì tương đối là rộng ở đây.
thì nói chung là với một chiếc như này mà nó đánh trong không gian diện tích nó lớn như vậy rồi, khi mà các bác đánh hai chiếc nhá thì tiếng của nó còn sáng, nó còn bay tiếng hơn rất là nhiều luôn. Và đối với dòng sản phẩm này thì báo giá cho bác trong ngày hôm nay thì giá cực kỳ là rẻ luôn các bác nhé. Chỉ với mức giá là 4 triệu đồng tròn cho một đôi loa sạc pin Vega bãi của Mỹ Xịn, giá bán rất chi là bình dân đúng không bác nhá. 4 triệu đồng tròn cho một đôi loa sạc pin Vega bãi của Mỹ Xịn cho bác luôn, rất là rẻ. Giá này em đã bao gồm phí ship và tặng dây giắc đầy đủ cho bác rồi, nên là các bác mua hàng cũng cực kỳ là yên tâm nhá. Hàng hóa thì em bao zin, bao test, bao kiểm tra cho bác luôn, nhận hàng test âm thanh thoải mái phải thanh toán tiền. Hàng đến tay bác chuẩn chỉnh mới phải thêm tốn tiền các bác nhá. Đấy, bảo hành là bảo hành bên em bảo hành 2 năm, lỗi 1 đổi 1 mới tinh cho bác trong vòng 1 tháng luôn. Anh em chơi thì gọi là tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng hóa mang em đến tận nhà em lấy hàng mang về cho bác thì bác yên tâm được chưa? Đấy. Ok, sạc Win Vega bãi của Mỹ Xịn ngày hôm nay cho bác 4 triệu đồng. Các bác nào mà đang có nhu cầu sắm sửa một đôi loa sạc Win Vega bãi của Mỹ thì sớm liên hệ ngay bên em các bác nhá. Còn những cái dòng sản phẩm khác bên em cũng rất là nhiều, những bộ dàn karaoke bên em liên tục phối ghép cho bác luôn. Các bác nào mua những bộ dàn karaoke cũng có thể liên hệ sớm với bên em để chốt hàng các bác nhá. Ok, còn bác nào đi qua xem video nhớ để lại cho bên em xin một lượt like, ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào.